Thi đấu dưới cái nóng 34 độ C ở sân trung tâm Athens, Djokovic vẫn tỏ ra dẻo dai hơn đối thủ 25 tuổi. Tay vợt Serbia gia tăng mạch toàn thắng trước Greek lên con số 8, qua đó duy trì thành tích bất bại ở 13 trận tứ kết Mỹ mở rộng. Greek chỉ một lần thua game giao bóng tại giải trước khi gặp Nole. Khi đối đầu hạt giống số 2, Greek thua tới 6 game giao bóng. Tay vợt Mỹ chỉ giao bóng một vào sân 55% và thắng 38% điểm bóng 2. Anh mắc 51 lỗi tự đánh hỏng, gần gấp đôi Djokovic. Greek tưởng như có cơ hội trở lại khi thắng game đỡ bóng và cân bằng tỷ số 4-4 ở set 3. Nhưng một loạt lỗi đánh hỏng ở game kế tiếp khiến anh bị bỏ lại một lần nữa trước khi thất bại 4-6. Tại Grand Slam, Greek chưa từng thắng một đối thủ top 10 trong 11 lần đối đầu. Chiến thắng thứ 10 liên tiếp nối từ giải Cincinnati Masters sang đưa Nole lần thứ 14 vào bán kết Grand Slam cuối năm. Tay vợt 36 tuổi toàn thắng các đối thủ Mỹ trong 30 lần chạm trán gần nhất. Lần gần nhất Nole thua một tay vợt Mỹ là tại Wimbledon 2016 trước Sam Querrey. Ở bán kết, Djokovic sẽ chắc chắn gặp một đối thủ Mỹ khác là Ben Shelton hoặc Francis Tiafoe. Anh nối dài kỷ lục 47 lần vào bán kết Grand Slam và chắc chắn gia tăng kỷ lục 390 tuần ở vị trí số 1 thế giới sau giải. Nhánh đấu còn lại chứng kiến hai trận tứ kết được đánh giá cân sức. Daniel Medvedev gặp Andrei Rublev lúc 0 giờ 30 ngày 7 tháng 9 giờ Hà Nội. Vào lúc 7 giờ 30 cùng ngày, Carlos Alcaraz đối đầu với Alexander Zverev.